Xin chào các bạn. Chào mừng bạn đến với kênh của Huyền Áo Giáp Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt mẫu áo cổ tim vắt chéo, dáng suông, size M. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt. Các bạn xem kênh cho mình xin một đăng ký kênh, một chia sẻ video và một like video để kênh mình ngày càng phát triển hơn, tạo động lực cho mình làm video sau tốt hơn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và mẫu áo này mình nhận làm dập là 70k một áo. Bạn nào đặt một bộ trở lên thì mình tính là 50k một áo. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Dải áo thân sau của mình là 52, cộng cho mình 6,5 là dải áo của mình là 58,5. Và đây là dải áo của thân sau. Các bạn gióng sang bên đây cũng bằng 58,5. Và đường may của mẫu áo này là mình để đường may to 2 cm của hạ ngực trước chuyển sang và 4,5 cm đường may là dài áo 52 cộng với lại 6,5 là 58,5. Đường may gấu mình để là 3,5 cm và phần vai là 1 cm. Đây là đường may gấu của mình là 3,5. Và mẫu áo này là mẫu áo size M. Ngang cổ mình để 9 và hạ cổ mình để 8. Sau đó các bạn sẽ đánh cong chân đều cho mình. Đoạn này các bạn đánh cong chân đều cho mình. Hạ xuôi vai của mình là 3,5. Rộng ngang vai bằng 1 phần 2 số đo rộng vai. Rộng vai của mình là 36. Chia cho 2 bằng 18. Và áo sát lách thì mình sẽ trừ 1 cm còn bằng 17. Sau đó các bạn lối cho mình. Chia ngang cổ ra làm 3 phần và lối đến phần đầu tiên. Tính cho mình hạ ngực. Hạ ngực thân sau bằng 1 phần 4 vòng ngực cộng cho mình 4 cm. Vòng ngực của mình 88, chia cho 4 là bằng 22, cộng 4 là 26. Hạ ngực thân sau cho mình là bằng 26 cm. Tính rộng ngang ngực thân sau bằng 1 phần 4 vòng ngực cộng cho mình 3,5. Vòng ngực của mình 88 chia 4 là bằng 22 cộng với 3,5 là bằng 25,5. Sau đó tính vào lách cho mình bằng rộng vai trừ 1, rộng vai của mình 36 chia 2 bằng 18 trừ 1 sẽ bằng 17. Sau đó mình sẽ lối từ rộng ngang vai xuống đường vào lách. Đường hạ ngực mình chia đôi và lối xuống đường rộng ngang ngực. Đường chéo mình chia đôi. Và lấy vào 1 phần 2 là mình được vòng lách của thân sau. Và đoạn trên này các bạn sẽ đánh vào cho mình là 0,2 cm. Để cho vòng lách của mình nó tròn và trơn đều. Hạ eo cho mình từ đường rộng ngang ngực xuống là 12 cm. Tính rộng ngang eo cho mình bằng rộng ngang ngực trừ đi 1,5. Rộng ngang ngực của mình là bằng 25,5 trừ 1,5 là còn bằng 24. Tính rộng ngang mông cho mình là bằng 1 phần 4 vòng mông cộng 5. Vòng mông của mình là 88 chia 4 là bằng 22 cộng 5 là 27. Trong đó có 2 cm của phần ly gấu. Mẫu áo này của mình là có ly cả thân trước và thân sau của áo. Sau đó các bạn lối đường sườn cho mình. Và cái đường eo này các bạn nhớ là đánh cong chân đều cho mình. Để khi mình may lên nó không bị gãy. Vẽ xong phần sườn áo thì phần gấu này các bạn sẽ đánh lên cho mình là 1,5 hoặc là 1 cm. Thường là mình sẽ đánh lên 1,5 cm. Các bạn lưu ý đánh cong lên cho mình. Tính ly cho mình. Từ giữa thân sau các bạn lấy ra 12 cm. Sau đó mình sẽ gióng vuông góc lên và lấy ly. Ly mỗi bên thì các bạn sẽ lấy cho mình là 1 cm. Dài ly mình sẽ để là 15 và mỗi bên là mình sẽ lấy ra 1 cm. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau của áo. Các bạn sẽ cắt cho mình. Và mẫu dập này của mình là có đường may rồi. Các bạn sẽ cắt bằng đường phấn cho mình. Sau khi cắt xong thân sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt thân trước. Thank you.
Để cắt được thân trước, các bạn sẽ đặt thân sau lên cho mình. Cái phần giữa gập của thân sau sẽ trùng với đường giữa gập thân trước. Và phần gấu thì các bạn sẽ lấy xuống cho mình là 3 cm. Đường này là đường của ly sườn. Các bạn sẽ vẽ cho mình phần sườn. Và sang dấu cho mình đường rộng ngang ngực thân trước bằng rộng ngang ngực thân sau cho mình. Đường gấu dưới các bạn sẽ vẽ cong chân đều cho mình xuống là 3 cm so với đường của thân sau. Sườn thì các bạn cứ vẽ cho mình theo đúng đường sườn của thân sau, thân trước của thân sau sườn bằng nhau. Và phần gấu của thân trước sẽ dài hơn phần gấu của thân sau là 3 cm, 3 cm này của phần ly sườn. Lấy cho mình rộng ngang ngực thân trước. Ly từ trên đến dưới các bạn để cho mình 12, sẽ kéo thẳng ra và check lên cho mình là 3 đến 4 cm. Ly lại của mình mỗi bên là 1,5. Và cái phần sườn thân trước này, khi mình cắt các bạn sẽ gập cái ly này để mình cắt cái phần sườn thì không bị hụt phần thân. Các bạn sẽ gấp ly lại để mình cắt cái phần sườn. Và khi mình đặt dọc lên vải để mình cắt thì các bạn lưu ý là sang dấu cho mình sang bên kia. Vì dập thì mình cắt một nửa nhưng mà áo thì mình phải gập đôi. Và vào lách thân trước bằng vào lách thân sau chiều 1. Nếu vào lách thân sau là 17 thì vào lách thân trước của mình còn bằng 16. Và hạ ngực trước bằng hạ ngực sau chiều 4. Nếu hạ ngực sau của mình là 26 thì hạ ngực trước của mình sẽ bằng 22. 26 chiều 4 còn bằng 22 cm. Ngang cổ trước mình để là 9. Và hạ cổ tim thì mình để là 15. Và đoạn ngang cổ dưới này mình cũng để là 9. Sau đó mình sẽ lối từ ngang cổ xuống hạ cổ. Cái đường chéo này mình sẽ chia đôi. Và cái đường chéo giữa này thì mình lấy vào 2/3. Có nghĩa là mình lấy một phần thôi. Thường là mình sẽ lấy là 2 cm là được. Sau đó mình sẽ vẽ cong chân đều. Hạ xuôi vai thân trước mình để là 4 cm. Rộng vai trước bằng rộng vai sau là bằng 17. Ngang cổ mình chia làm 3 phần và lối lên phần đầu tiên. Ngang cổ mình chia làm 3 phần, lối lên phần đầu tiên. Sau đó mình sẽ lối từ rộng ngang vai xuống đường vào lách. Đoạn này là 17. Đường chéo mình chia đôi. Đường chéo là mình chia đôi tiếp và lấy vào 1/2 là mình được vòng nách của thân trước. Cái đoạn trên của phần nách thì các bạn sẽ đánh cong vào cho mình là 0,2 đến 0,3 cm. Đoạn này đánh 0,2 đến 0,3 cm. Vậy là mình hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước của áo. Các bạn sẽ cắt cho mình theo đường phấn. Toàn bộ công thức này của mình là có đường may rồi. Các bạn sẽ cắt đứt luôn cho mình và đặt dập này lên vải để mình cắt. Và cắt đến phần sườn, các bạn lưu ý là mình phải gấp cái phần ni áo này vào để mình cắt phần sườn, để khi mình đặt lên vải nó không bị hụt. Cắt đến sườn các bạn nhớ gấp cái phần ni sườn này vào cho mình. Cái đoạn này mình sẽ cắt dài ra một chút, cắt rộng ra. Sau đó mình sẽ gập ly để mình cắt cái phần sườn. Các bạn xem kênh cho mình xin một đăng ký kênh, một chia sẻ video và một like video để kênh mình ngày càng phát triển hơn, tạo động lực cho mình làm video sau tốt hơn. Và khi các bạn đăng ký kênh thì những video mới nhất mình đăng trên kênh các bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và mẫu áo này mình có nhận làm dập là 70k một áo. Các bạn cắt cả bộ là 100k cả bộ. Sau khi mình cắt xong thân trước và thân sau thì các bạn sẽ cắt cho mình rời cái phần thân trước này ra. Vì áo của mình là áo cổ tim vắt chéo vạt, nên các bạn sẽ phải mở dập ra để mình cắt cái phần vạt áo. Và cái đoạn cổ tim này các bạn chỉ cần lối từ cái tim này ra sao cho của mình cái đường cắt xẻ này nó thoát là được. Mình lấy ra tầm
từ đường gấp ra tầm 10 đến 12 cm. Các bạn cứ cắt làm sao cho nó thoát cái phần tim này là được nhé. Cái lối từ tim này các bạn sẽ lối ra. Và toàn bộ cổ của mình là không cần để đường may. Những cái phần cắt rời ở phần thân này, khi các bạn đặt lên dập thì các bạn lưu ý là phải để dư đường may giúp mình. Phần này khi mình cắt ra là có đường may, cổ là không cần. Và cái đoạn cổ tim này, các bạn muốn sâu xuống một chút thì mình sẽ lấy xuống thêm 1 đến 1,5 cm là hạ tim của mình là 16. Và cắt cho mình tim hơi tròn một chút thì nó sẽ xinh hơn. Và cái đoạn thân chỗ mình cắt rời này, các bạn lưu ý là khi mình đặt lên vải thì các bạn sẽ phải để dư cho mình đường may. Sau khi vẽ xong cái đường vắt chéo này thì các bạn sẽ cắt cho mình theo cái đường phấn mình vừa hướng dẫn các bạn vẽ. Phần mình cắt rời này lưu ý là có đường may. Và cái phần cổ áo này các bạn sẽ sang dấu đối xứng cái phần cổ tim sang. Các bạn sẽ khớp cái phần cổ tim vào sang dấu sang đây. Để khi mình chắp cái phần thân áo, cái phần cổ này nó phải trùng với lại phần cổ bên kia, chỗ đoạn mình đánh dấu là được. Sau cắt xong cái phần thân trước này thì mình sẽ để cái phần vạt của thân trước này để mình cắt cái đáp.
Sau khi mình cắt xong cái phần đáp ở hai phần vạt thân trước thì các bạn sẽ khớp lại cho mình, nếu trùng nhau thì mình sẽ đi vẽ cái phần ly ở phần gấu thân trước.